thời cơ đã tới. Chúng ta hãy tận dụng trí tuệ nhân loại, trí tuệ nhân tạo để bứt phá và khởi đầu một kỷ nguyên rực rỡ. Thank you.
Tell me all about this name that is difficult to say. Có đúng là hai tiếng Việt Nam thật khó để diễn tả, vì trong đó chứa đựng lịch sử hào hùng, hiện tại nỗ lực và một tương lai tráng lệ của một dân tộc rũ bùn đứng dậy sáng lòa. Việt Nam ơi, quê hương ta ơi, con người Việt Nam thảo thơm, bất khuất như cành sen. Đất nước Việt Nam xinh đẹp tuyệt vời, với sự hiền hòa, thanh bình, không kém phần hùng vĩ của các danh lam thắng cảnh, trải dài một dải non sông gấm vóc. Bắc, Trung, Nam, mỗi miền sở hữu một nét đẹp riêng, vẻ đẹp của thiên nhiên hòa cùng bản sắc văn hóa đặc sắc để đất nước Việt Nam chúng ta xứng danh là điểm đến di sản hàng đầu thế giới. Để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp ấy, quý vị hãy cùng đặt tay lên trái tim mình để lắng nghe từng nhịp đập của những con tim yêu nước, lòng tự hào dân tộc dâng trào của thế hệ trẻ Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông qua tiết mục Tự hào một dải non sông. Come with me, we travel around Vietnam. Bao nhiêu lời